Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Suzuki Saluto 125/2020, lộ diện két cam màu xanh ngọc đẹp ngất ngây. Mới đây, hãng xe Suzuki Đài Loan đã tiếp tục bổ sung thêm cái sắc màu mới cho cái chiếc Saluto 125/2020 với cái cam màu xanh ngọc đẹp ngất ngây. Cái sắc màu này hòa cùng với cái thiết kế sang trọng của xe, hướng đến một phong cách châu Âu, tự như cái chiếc Vespa hay Lamb Vespa. Suzuki Dash. Nếu chúng ta xem qua tổng thể, thấy cái kiểu dáng của chiếc Taiga Suzuki Saluto 125/2020 đã trở nên gọn gàng hơn về phần phía sau và bầu bỉnh hơn về phần phía trước. Nó thừa hưởng những cái nét tinh tiến của một mẫu xe đến từ bên phía châu Âu, cụ thể là cái chiếc Vespa. Với cái cam màu xanh ngọc này sẽ mang lại cái nhìn nó quyến rũ hơn, cá tính hơn và dịu mắt người xem hơn. Saluto 125/2020 sở hữu mình hệ thống đèn pha sang trọng với ánh sáng LED toàn diện, thiết kế bên trong ngăn cách hai tầng và phía ngoài được viền chrome bóng loáng, mang lại cái sự sang trọng cho xe hơn. Cái đèn định vị full LED với ánh mắt là cực kỳ ngầu, mang lại cái sự mạnh mẽ với yếm quầy có những cái đường chập nổi chạy dài xuống vị trí có cái kiểu chữ Y được mạ chrome. Phía trước được trang bị cái móc treo đầu tiện ích có thể cặp ra cặp vô và một cái hốc chứa đồ dành cho chị em phụ nữ như khẩu trang, găng tay vân. Vị trí đổ xăng của cái mẫu xe mới này cũng nằm ở góc trái, giúp việc thao tác nhanh gọn mà không cần phải xuống xe mở cốp như những dòng xe truyền thống khác. Hệ thống đèn hậu của Saluto 125/2020 Full LED với cái kiểu chữ U cổ điển. Kết cấu động cơ của Saluto 125/2020 cho ra một công suất là 9,2 mã lực tại vòng tua là 7.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 10 Nm tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Suzuki Saluto 125/2020 có tất cả gồm 5 màu sắc tùy chọn, gồm có màu xanh đỏ, gồm có cái màu xanh đỏ đen trắng màu bạc và được bổ sung thêm cái cam màu xanh ngọc. Cái mẫu xe này dự kiến sẽ đến tay người tiêu dùng trong cái tháng 2/2020 tại trường Đài Loan với 5 màu sắc lựa chọn. Và nếu được nhập vào Việt Nam thì chắc hẳn đây là mẫu thuộc cạnh tranh trực tiếp với cái chiếc Yamaha Grande. Cảm ơn các bạn theo dõi đến hẹn và tiếp nhớ like và subscribe.